Hello, xin mến chào anh chị và các bạn ha. Với lại bữa giờ cua cũng khá là nhiều các bạn. Nhưng mà thời tiết ở Cali dạo này rất là lạnh đó mọi người. Mưa bão ảnh hưởng trên nước Mỹ bây giờ nói chung là nó bão mưa nên nói chung là khó chịu lắm. Thấy không? Sương mù dày đặc luôn mọi người. Thì hôm nay đó các bạn thấy không? Trời mưa gió dày đặc luôn, rất là lạnh. Mọi người rất là đông đó các bạn. Đông lắm. Hên may mắn mình ra đây mình có được cái chỗ này để mình mới thả hai cần ra nè mọi người. Thả xong hết rồi, mình thả cần này xong rồi bây giờ mình ra mình kiểm tra cái đầu tiên ha. Thì thời tiết như này càng không có nắng như vậy các bạn, trời càng âm u như vậy á, và nó có một chút sóng khá xíu á, thì cua rất là nhiều ha. Chuẩn bị các bạn, hôm nay đi câu mà không có chuẩn bị mồi á, mồi nãy giờ nó còn đông đá cứng ngắc luôn, dít quá trời được hai cục một xíu câu. Bây giờ mình sẽ thăm cái cần đầu tiên nha các bạn. Gió nó cuốn chạy qua bên cái cần của ông bên kia luôn rồi. Hy vọng mở hàng cái cho nó suôn sẻ thôi. Thì mình thăm cua các bạn. Cách thức là mình thăm cua thì mình cái dây mình nó rất là dùng ha. Mình sẽ thu lại từ từ cho tới khi nào mình cảm giác mình đã đụng được cái bẫy mồi của mình rồi đó. Mình sẽ nhấc lên. À, mình sẽ kéo nhẹ lên coi nó có dính không. Rồi không dính thì lại một xíu nữa. Dưới các bạn nó rất là nặng nha mọi người ha. Thì thay vì mình kéo lên luôn một lần á thì mình phải thay mồi hoặc là mình sẽ ném lại mất sức ha. Bởi vậy mình sẽ thu nhẹ nhẹ, mình cảm giác nếu có nó thì mình lên, không có thì mình sẽ ngâm thêm vài phút nữa. Rồi đây cái bẫy của mình này. Đây mồi hôm nay á mình có gà, có mực, có cá nữa mà nó còn cứng quá các bạn, chưa có rã đây được. Hiện tại thì bỏ gà, chủ yếu là gà thôi, gà nó mềm hơn dễ cắt. Ok, thì cái gì nó cũng ăn thôi mọi người ha, nhưng mà bỏ được nhiều thứ vô thì nó tốt hơn. Chứ người mình không có cá thì mình bỏ gà cũng được, mực nữa cũng được, thì mực thì nó sạch sẽ hơn nha mọi người. Nhưng mà hiện tại thì mình không có lựa chọn, nó đang đông đá hết rồi thì cái nào nó rã ra mình bỏ cái đó. Hy vọng là nó đủ các bạn. Vừa rồi. À, đủ. Đủ rồi, một chú. Con này dư. Rồi. Ok. Mở hàng thu thẻ nha mọi người. Ở đây cái đi, mình tranh thủ mình ra mình ra đã tính sao. Ui, hay quá. Cần đó có hai con, cái cần này coi chừng có luôn nha các bạn. Cua đang vô quá trời, anh kia lên mới lên kìa. Là cần này chắc có luôn rồi, lên luôn. Hiếm con cua nào bự vậy các bạn, quá bự luôn, quá đã. Hôm nay vô mánh rồi. Trời ơi, nó ăn hết mồi luôn mọi người. Ê.
Ui, quá bự. Nó mạnh quá. Mình bỏ đây đi. Ê, 5 phút rồi. Bỏ luôn. Trời ơi, mất con cua nha mọi người. Chắc mình câu lâu quá mình không có có bị đứt á các bạn, mình không có bị thay dây á, mình không có thay khúc dây đó. Trời ơi, nó tuột trong cái ne, uổng không trời ơi. Trời ơi, nó đứt ở trong. Lỗi này lỗi nhà sản xuất nha các bạn. Trời ơi, bấm sao tuột dây rồi các bạn. Tụt ghê, ổn ghê không? Quá ổn luôn. Trời ơi, buồn hết sức buồn luôn, tụt dây. Chết tôi. Cái này nó không dướng vô. Vô trong nó không dướng vô trong càng mà nó dướng cho con chân dễ xảy lắm nha các bạn. Mình mới lên con nữa nha các bạn. Bây giờ trong này là 5 con nha mọi người. Trong này là 5 con rồi ha. Wow, nãy giờ thì cái máy quay của mình nó hết pin đó các bạn nên không có quay được. Rồi 5 con rồi nha. Vì mình cũng mất một cái bẫy đó, nãy giờ mình mất thêm một cái bẫy nữa các bạn. Rồi giờ tiếp tục. Hôm nay là bọn mình về sớm à. Ngày nào cũng ngày nào cũng vậy, đỡ quá các bạn ha. Ngày nào cũng vậy, ngon quá trời. Rồi gắn công 10 con về thì rồi hình như là con này nó là 6 con nha các bạn. Ồ, hôm nay vô mánh rồi. Rồi vô nữa các bạn. Rồi hôm nay được về sớm rồi, vô nữa rồi. Rồi nó kẹp mình các bạn. Ôi, nó kẹp kìa. Nát thiệt chứ. Thì cái gì cũng phải trả giá, phải đánh đổi thôi các bạn. Nó thù mình lắm, biết sao giờ.
kẹp mình gãy cái càng luôn à. Ui, thì anh nói con này là gần đủ, vừa đủ chứ. đủ rồi. Ơi, lâu quá rồi. Nãy giờ mình nhỏ chạy lên kia, nãy giờ quay. Thêm con nữa. Trời ơi, nó dướng chút xíu rồi các bạn. Hôm nay kéo không nổi mọi người ơi. Hôm nay con chết rồi, nó ăn hết mồi của mình. Hôm nay thì con nào cũng đủ size mọi người, nhưng mà không có hàng khủng, con nào thì cũng ok hết á, quá lớn. Con người xa quá, hết chó rồi tới chim, chim rồi tới chó. Rồi kiểm tra cua cái nha các bạn. Dạ, nó mạnh quá. Con này không, mình quên không có đem dây cột á mọi người. Con này nhỏ xíu ha. Rồi, một con. Nhỏ xíu cũng kẹp người ta. Hai con. Con nha các bạn. 4 con. 5 con. Ủa sao mang dưới vậy ta? Tưởng 6 con chứ. Ủa sao lẻ dưới vậy ta? 2 4 5 6 con chích cha 8 con luôn rồi. 7 con. Con này con bự nè bạn. Mình không biết là mình câu dư luôn mọi người, nãy giờ mình tưởng mình 6 con không à. Thiệt tình luôn, nãy giờ tưởng 6 con. Ủa, leo lên kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 con nha các bạn. 8 con rồi. Nãy giờ mình tưởng mình 6 con không, chết cha luôn. Tưởng 6 con, tính còn 2 con, 4 con nữa mới đủ. Bây giờ lấy cái điểm đó, tưng hứng lấy cái điểm đó các bạn. Chứ còn đợi coi tới 10 con thì dư chết cha luôn. 8. Hôm nay không có dây, nguy hiểm quá. Các bạn. Quá đã luôn ha. Thì không phải lúc nào cũng may mắn vậy đâu các bạn. Thì thực chất á, những cái ngày bây giờ bão, tiết, gió, mấy cái này kia các bạn. Thì người ta đi câu ít hơn một xíu. Với lại con cua các bạn thật sự là nó không thích trời nắng đâu mọi người. Trời nắng thì nó không có vô cho sát đâu mọi người. Thì trời mà âm u cái này, sương mù cái này là thường thường là mình câu hay có cua hơn. Có sóng mạnh nữa các bạn thì con cua nó tiếp cận gần cái này hơn nha mọi người. Ok, tiếp tục hai con nữa về nha các bạn.
ơi. Sao thoát khỏi tay anh được. Ôi, kéo vô các bạn. Mình để dùng dây cái là nó xảy liền rồi mọi người. Là do mình mệt á. Giới thiệu sơ luôn cho những anh chị các bác chị nào mà chưa có câu cua, chưa biết các bạn. Các câu cua á thì thường á cái mùa câu cua giải trí nó mở là từ khoảng tháng 11 ha. Tháng 7. Ok các bạn, mở thường là vậy đó. Nhớ là xin lỗi thì cái câu cua ở trên bờ nè, cái đèn này thì nó có 6 cái dòng cước nè các bạn, có 6 dòng cước này thì chúng ta bỏ có gà, bỏ cá, bỏ mực các bạn ha. Còn ở đây thì bỏ 3 loại luôn các bạn, mix 3 loại lại với nhau luôn thì em nghĩ thì nó có một chút máu, một chút tanh đó các bạn, thì nó cái mùi nó sẽ nhảy với con cua đó. Cái nào nó cũng ăn á mọi người ơi ha.